Anh ơi, làm thế nào để biết máy em phải thay sung? À, câu hỏi này rất là hay. Rất nhiều bạn hỏi mình câu đấy và mình bảo các bạn thay sung đi. Nguyên nhân đầu tiên ấy là các bạn có thể thấy là máy nó sẽ báo ở trên cái dòng chữ ở trên màn hình hiển thị ấy, là cái dòng chữ đỏ thì các bạn có thể dịch ra nó có nghĩa là thay bóng trượt lông hoặc là thay bóng đèn hoặc là lỗi bóng đèn. Hoặc là liên quan đến có tiếng Anh có nghĩa là shimmer đấy, thì các bạn có thể đấy là một cái nguyên nhân để mà mình phải thay sung. Thì các bạn chú ý là có thể là một thời gian mà mình lâu rồi mình chưa thay sung bao giờ ấy, thì máy đấy nó sẽ tính theo sọt các bạn nhé. Là có nghĩa là mỗi cái bóng khi mà các bạn dùng ấy, cái tay cầm ấy, thì nó sẽ có sọt, cái sọt ấy thì là nó sẽ khoảng bao nhiêu sọt đấy thì nó sẽ không dùng được, nó sẽ bị hỏng cái bóng ở bên trong tay cầm. Nguyên nhân tiếp theo là nguyên nhân đó là máy mà sẽ nó sẽ giới hạn lại cái lượt mình bắn ấy. Ví dụ như cái tuổi thọ của cái bóng đèn nhà mình này này đấy, nó khoảng 5 năm nay rồi chưa thay lần nào cả đấy, thì là vẫn dùng được đúng không ạ, nhưng mà vẫn dùng được bình thường đấy, nhưng mà nó không sáng nữa, bây giờ nó không sáng nữa, nó không sáng nữa thì là cái nhà sản xuất thì người ta sẽ khóa lại, người ta bảo nên dùng 3 năm thôi đấy, thì là tự động nó sẽ khóa lại và nó tắt đi. Thì máy trượt lông cũng thế, thì nó sẽ giới hạn đến một cái mức nào đấy thì nó sẽ tắt của mình đi, nó sẽ không cho mình dùng nữa, thì nó bắt buộc phải thay đi các bạn nhé. Nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân mà cái này các bạn lưu ý này, cực kỳ quan trọng này, là các bạn thấy cái bóng của các bạn nó không hiệu quả nữa, cái tay cầm ấy, trượt lông ấy, một thời gian 3 tháng 6 tháng hay một thời gian nào đấy mình trượt mà thấy cảm giác khách hàng phản hồi lại nó không hiệu quả như lúc đầu nữa. Thì các bạn chú ý như thế này này, đầu tiên các bạn có thể là để ý cái năng lượng mà các bạn dùng ấy, đầu tiên mua về chúng mình chỉ cần lên cái mức khoảng 5-10 đấy, khoảng 10-20% cái công suất của nó thôi. Ví dụ công suất của lớn nhất của nó sẽ là mức năng lượng 50 ấy, thì mình bắn khoảng 10-20 gì đấy thì nó rất là nóng và hiệu quả rồi. Thì mình dùng một thời gian thì nó lên khoảng 2 năm hoặc là 50 thì là các bạn nên thay rồi, và khách hàng phản hồi lại là không hiệu quả đấy thì các bạn nên thay ở cái đoạn đấy. Còn như các bạn bảo ui máy của em vẫn còn nóng lắm thì các bạn nên thay, các bạn vẫn dùng bình thường các bạn nha. Có thể là như kiểu một số nơi người ta bán bảo 200.000 nên thay ấy đấy, nhưng mà mình bán lên nó khoảng 400.000 thôi nhưng vẫn hiệu quả thì các bạn vẫn còn để bán được các bạn nhỉ, không nên thay. Thay làm gì, nó vẫn bán được mà đấy. Thì các bạn không phải cái số sung ở trên máy ấy, thì nó có thể đo ở trên, thứ nhất là trên tay cầm, và thứ hai trên máy lúc nào nó cũng đo được. Để cái số đấy để mình tham khảo thôi, cái để mình tham khảo đấy, chứ không phải là mình đến cái số đấy mình thay các bạn nhé. Đấy thì có ba cái nguyên nhân đấy, thì các bạn chú ý để nên thay những cái sung hoặc là những cái thiết bị thẩm mỹ để làm sao mà trong quá trình sử dụng ấy mình thứ nhất là mình để không xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng, và thứ hai nữa là mình để cái nó hiệu quả nhất. Xin cảm ơn mọi người nhé.